Ok các bác nhá. Đấy, buổi sáng ngày hôm nay thì em hai cũng tiếp tục đi setup những con bạn X5 này. Và ở đây thì có một cái con bạn X5 bác ấy xét về phòng hát. Đấy, và cũng rất là nhiều những cái người chuyên nghiệp hát các bác nhá. Đó, và bây giờ thì em hai sẽ là thử một con bạn X5 này. Đó, ok, chờ em hai cũng chỉ có thời gian để em hai làm video ngắn như này thôi. Các bác sẽ nghe xong đoạn em hai test thử nhá. Các bác cảm thấy hay thì các bác có thể là cho em hai một nốt like. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì ấn một nút đăng ký kênh mọi người nha. Em hai cảm ơn các bác rất là nhiều. Đó, mọi người cùng với thưởng thức cùng với em hai nhá. Và thưởng thức xong thì em hai cũng xin kính chào các bác. Em hẹn gặp lại các bác trong buổi tối ngày hôm nay em live stream nhá. Bye bye. Ok nhé, chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em hai nhé. Vì một người đi mãi, chắc không quay trở về. Một chuyện tình này đành chia đôi. Một người ôm gì vắng, chúc cho em hạnh phúc bên đời anh, hành tình vui nơi khác lấp cho vơi nỗi buồn. Được một ngày không được bao lâu, tình về trên muôn lối, từng yêu là đã đau, chắc không ai yêu thấu cho lòng tôi. Đôi loa CD và một bộ mic của CD các bác nhé. Đó, rất là chất lượng, tiếng rất là hay nha mọi người. Các bác ủng hộ cho cửa hàng VN2 một nốt like nhé. Vì một người đi mãi, chắc không quay trở về. Một chuyện tình này đành chia đôi. Cho vơi nỗi sầu, được một ngày không được bao lâu, tình về trên muôn lối, từng yêu là đã đau, chắc không ai yêu thấu cho lòng tôi. Vì ai đã cất bước đi mãi, chắc không về, chuyện hai đứa nước mắt giờ vì hai lối, được tay em đứng. Yeah.